Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay ngày 20 tháng 6, 2021, tôi về huyện Hoài Đức và có đến thăm không gian vườn cảnh nhà vườn Hùng Vĩ. Vâng, đấy, anh Hùng Vĩ đang đi vào đây. Chào anh nhé. Chào bác Sinh, chào rồi. Tất cả anh em đam mê cây cảnh thực sự toàn quốc. Mới có sáng sớm 6 giờ mà đã nắng chói chang như vậy rồi. Đỗ Sinh sẽ gửi đến các bạn hình ảnh tổng quan của một vườn cảnh nho nhỏ thôi. Vườn cảnh nho nhỏ, cây nho nhỏ nhưng mà đam mê rất lớn. Tình yêu với bonsai nghệ thuật đã hun đắp anh, đã tạo cho anh một cái nét đặc biệt nhất, đó là làm bonsai nhỏ và mini để giao lưu với anh em chúng ta. Bên cạnh đó anh còn cũng có tham gia trong đội ngũ làm YouTuber của Sinh vật cảnh Việt Nam. Đó là trang Rotus có tên là Hùng Vĩ Bonsai và Facebook có tên là Nhà Vườn Hùng Vĩ. Đây là số điện thoại và số Zalo để chúng ta tiện việc giao dịch. Đấy, nắng quá nó in hình lên rồi. Tôi ngồi thấp thế này để tránh được cái nắng. Và số điện thoại của anh của Nhà Vườn Hùng Vĩ thì Đỗ Sinh cũng đăng tải trên cái tiêu đề giới thiệu video. Tôi ghi luôn ở đó để chúng ta tiện việc giao lưu. Một góc sân nho nhỏ, cây cũng nho nhỏ nhưng niềm vui, niềm đam mê rất lớn. Tổng quan tất cả cái khu cảnh, những cái kệ để cây, sau đó Đỗ Sinh sẽ giới thiệu tỉ mỉ ở trên một cái mâm xoay cùng với anh Hùng Vĩ giao lưu với các bạn. Ngoài cây cảnh ra thì những cái tiểu cảnh, những cái nhà cổ, những cái chúng ta gọi là những con giống nữa, được anh Hùng sưu tập về đây để giao lưu với các bạn. Kể cả từ những cái chậu với nhiều hình dáng kích thước khác nhau nhưng chủ yếu là tầm nhỏ. Bởi vì một cái không gian vườn như thế này thì không thể chơi được cây lớn. Đấy, tôi giới thiệu tiếp với các bạn này. Đây là cái nếp nhà, gọi là nhà cũ, nhà cấp 4, đúng, dùng danh từ đúng như thế. Và nhà cấp 4 được anh Hùng trực tiếp làm. Đây là những cái còn mộc này nhá. Để mộc này sau lên rêu rất là đẹp ạ. Được rồi. Đây là những cái để mộc qua cái thời gian 5 tháng thì sau này sẽ lên rêu, lên mốc, thì tạo được cái nét cũ kỹ của căn nhà. Còn những cái này thì anh sơn. Cái này là đập ngói, đập ngói đó. Đấy, đây là anh sơn này. Đập ngói với sơn. Cái này để về anh em mình chế tiểu cảnh hoặc là mình ghép vào tiểu cảnh với cây cối các bạn. Mình có thể ghép vào một cái cây vào thay tiểu cảnh thì được rồi. Hoặc là đặt được. Các cho xin kích thước. Dạ. Và đây nhá, đây là những cái chỗ mà tất cả những cái chậu lồng ghép vào nhau. Theo bộ, theo kích thước lớn, nhỏ, từ dưới lên trên này. Đấy. Trên này là những cái mà để chứa đựng những cây siêu mini. Chỉ có bằng cái cốc uống nước của anh em mình rồi. Và đối với những cái tiểu cảnh về nhà cấp 4, nhà cũ, thì anh có cái thông báo cái mức giá để cho anh em tham khảo này. Bộ nhà 3 gian cộng 2 gian bằng xi măng là có 800k trên một bộ. Giá là bao ship? Bộ nhà 3 gian 2 gian mà lợp ngói thì là 1 triệu một bộ. Đây này, chính lợp ngói là như thế này này. Đúng không anh? Vâng. Vâng. Thế còn xi măng là như thế này đúng không anh? Vâng.
Và đây là kích thước để chúng ta tham khảo. Kích thước nhà ba gian này có chiều cao 22 cm, rộng 19 và dài 26. Và hai gian thì cao 19, rộng 14, dài 20. Làm theo yêu cầu. Đấy. Tất cả những cái bộ nhà ba gian mà với cái giá như thế này ấy, là cái giá ship hàng đến tại khách hàng. Đúng không anh? Vâng. Rồi. Thế còn các cái chậu mẫu mã thì Đỗ Sinh đăng tải và những cái bức tượng đăng tải như thế này để chúng ta tham khảo đây. Nếu các bác yêu thích thì qua cái số Zalo kết bạn và trao đổi trực tiếp với anh Hùng Vĩ. Rồi. Ngoài ra cháu còn phục vụ anh em đam mê cái cảnh nghệ thuật cái phân tan chậm này bác ạ. À. Tan chậm của Nhật. Cái tan chậm này thì đặc biệt của nó là nó không gây sót cho cây ạ. Và nó dùng được 6 đến 8 tháng ạ. Vâng. Đây cái phân của nó. Cứ cho thả vào cái gọi là cái túi chứa đấy hả? Vâng ạ, cái giỏ của nó. Vâng, cái giỏ của nó cắm vào gốc cây. Vâng. Xong đậy nắp vào. Đây ạ. Thế khi tưới là tự nó phai ra. Vâng, tự nó phai ra. Đây của Nhật đấy ạ. Rồi. Làm được NPK đấy ạ. Cái này cháu có bán nẻ một nửa cân hoặc là một cân ạ. Rồi. Còn là cháu có đóng sẵn cho anh em về chỉ việc cắm vào thôi ạ. Rồi, rồi. Phục vụ đến tận nơi anh em về chỉ việc tháo ra và cắm vào gốc thôi ạ. Vâng. Thế vâng. Cái giá tiền mà ví dụ như cái loại mà anh đóng sẵn trong trong cái là giỏ này rồi. 5.000 một cái giỏ này ạ. Là 5.000 một cái. Vâng. Vâng. Thế còn cái nửa cân này là bao nhiêu? Nửa cân này là 60.000 ạ. 60.000. Vâng. Rồi. Còn cái giỏ này là 2.000 một cái ạ. 2.000 một cái giỏ. Dạ vâng. Vâng, ok. Đấy. Cụ này là anh để phân bón này và những cái bức tượng. Đấy. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau đến một cái mâm xoay. Nhà vườn Hùng Vĩ và Đỗ Sinh sẽ đăng tải những cuốn video giới thiệu giao lưu bonsai nghệ thuật. Chủ yếu là dòng những cây tầm nhỏ và mini để phục vụ các bác. Nói thế thôi vì nó nhỏ mà cho nên là nếu mà đếm về số lượng cây ấy, thì cũng không phải là nhỏ đâu. Khá nhiều đấy. Vâng. Nói về đếm được bao nhiêu cây thì chắc là anh ấy không thể biết được. Làm sao biết được tôi có bao nhiêu cây? Vì lớn bé nhiều lắm, phải đến hàng trăm cây. Và bây giờ bà đưa lên mâm xoay nhá. Vâng, tác phẩm đầu tiên anh Hùng giới thiệu với chúng ta một tiểu cảnh kết hợp với một cây sơn liễu, đúng không anh? Vâng, nhìn rất sinh động nhá. Dưới bóng của cây sơn liễu là hai cụ đang ngồi chơi cờ thưởng trà, đúng không? Dạ vâng. Bây giờ chúng ta cận cảnh. Vâng. Kết hợp với những cái tiểu cảnh với ba viên đá tượng trưng cho những cái núi với cây với cái thanh bình yên lành và hai cụ rất là tâm đắc với những cái ván cờ của mình. Cây sơn liễu. Rồi. Đang ra hoa ạ. Đây rồi, có hoa chưa? Có rồi. Vâng, đúng rồi, hoa đấm tấm bé tí. Đây rồi, nhìn thấy đây rồi. À. Đây đây. Đấy. Đây. Anh đo kích thước đi cái. Dài là 52 bác ạ. Rồi. Cao từ một chậu lên là 54. Vâng. Tác phẩm này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh? Giao lưu giá 1.8 triệu ạ. Giá 1.8 triệu.
Vâng. À, tất cả những cái báo giá tại nhà vườn anh là báo giá bao ship đấy chưa? Chưa bà. Chưa. À, vì lúc nãy nói về cái nhà thì là bao ship. Không thì tôi phải hỏi, bây giờ phải hỏi cụ thể cái này. À, đến những cái phần cây này là không bao ship đúng không? Được rồi. Đấy. À, khách hàng người ta cứ hay hỏi là cái giá đó bao ship hay không hay như thế nào thì mình nói ngay từ đầu cuốn video cho nó khỏi sau này khỏi tranh luận mãi mập mờ, người thì bảo bao người bảo không. Đây là 1,8 triệu. Rồi anh chuyển tác phẩm khác đi. Và chúng ta đến tiếp với một tiểu cảnh với cây mai hồng ngọc. Đấy. Cái nếp nhà lá đúng là nhà xưa mọi ngày đây, những cái thời gian còn kinh tế còn khó khăn, những cái năm tháng quê xưa đây cũng được sinh động đấy. Cái này anh phải quay từ từ nhá, quay đi. À, những cái tiểu cảnh như thế này thì anh chỉ cần đo kích thước khay thôi để anh em làng chơi hình dung ra là nó lớn nhỏ thế nào thôi. Đấy, tiểu cảnh cây mai hồng ngọc. Rồi anh đo kích thước khay đi. Là 37 đó ạ. Vâng. Dài 37. Thế thôi, chỉ cần thế là được. Khay bầu dục. Chiều dài là 37. Và giá tiền giao lưu bao nhiêu? 1 triệu. Giá 1 triệu. Tốt quá. Được rồi, ok, chuyển nhé. Chuyển đi. Vâng, chúng ta đến với một tác phẩm tiếp theo, đó là một khóm trúc. Trúc này, trúc hình như trúc xe điếu phải. Người ta hay gọi là trúc quan âm không được mà trúc... Trúc quan âm á? Vâng. Tôi thấy giống cái xe điếu lắm. Vâng. Cái mà để hút điếu bát đấy. Vâng. Đấy, quê tôi thì đây gọi là trúc xe điếu. Đúng như cái xe điếu để người ta thông lỗ trong các cái cục này xong là để hút thuốc. Hút thuốc lào ấy, các cái điếu bát ấy. Rồi. Vâng, kết hợp với cái tiểu cảnh cổng làng. Một chú mục đồng đang thổi sáo cưỡi trâu. Trên một cái khay tàu cũng đẹp. Anh đo chiều dài của cái khay cái này. Thì... 37. Chỉ cần như vậy là chúng ta sẽ hình dung ra rồi. Hình dung ra cái cây trúc cao bao nhiêu và khay rộng bao nhiêu. À, tiểu cảnh này giá bao nhiêu anh? Giá 1 triệu ạ. Giá 1 triệu. Chơi rất mộc mạc. Và cây tre Việt Nam. Ok rồi. Chuyển nhé. Vâng, à, lúc nãy thì chúng ta vừa thưởng thức khóm trúc mà Đỗ Sinh gọi là trúc xe điếu. Thì đến đây là chúng ta lại thưởng thức một khóm trúc tăm đúng không anh? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Đấy, thế là tên gọi của các vùng miền cũng giống nhau. Quê tôi thì gọi đây là trúc tăm. À, người ta hay cấy ghép ở các cái non bộ cảnh này. Đấy. À, trời mưa xuống thì ứng với cái câu thơ là thương thay khóm trúc luồn khe đá, vẫn đứng trong mưa đợi chủ về. Đấy, với cái cảnh nhà lá này, đằng sau có mấp mô núi đá. Đấy. Đấy, cái tiểu cảnh cũng rất sinh động. À, có vẻ anh thiên về cảnh làng quê nhỉ? Đúng không? Biểu hiện là một cái xóm gồm có vài gia đình. Đấy. Cái này anh cũng chỉ cần đo cái kích thước cái khay bằng cái kia, bằng cái khóm trúc kia 37. Là đều 37, chiều dài 37. Rồi, anh quay đi. Rồi, dừng lại. Được rồi. Giá này giao lưu thế nào anh? Giá 1 triệu đó. Cũng bằng cái kia, giá 1 triệu. Hai cái chậu trúc, khay trúc. Nó sinh động ở chỗ là thêm một thấp thoáng bóng nhà danh nhà lá này. Đúng là làng quê Việt Nam. À, khóm tre đấy. Khi vào bây giờ thì có cổng làng xây.
và có cây cổ thụ, nhưng mà mọi ngày thì bao quanh làng bằng tre nhỉ. Tuyệt vời đấy. Anh chuyển đi. Vâng, chúng ta chuyển đến một cây trà Phúc Kiến. Đúng là tôi vừa nhận xét với anh ấy, thiên về bản làng, làng quê. Thì lúc nãy là làng quê đồng bằng Bắc Bộ với những cái gian nhà lá. Bây giờ anh Hùng Vĩ lại đưa chúng ta vào Tây Nguyên. Đấy. Bởi vì có những có cô gái, có thiếu nữ Tây Nguyên này đang đi về nhà. Vâng. Có nhà rông này, có núi này, có cỏ cây này, có thảo nguyên này, và có bóng của cây trà Phúc Kiến, cũng không khác gì bóng của cây cơ nia, cũng rất đẹp. Cái này thì anh đo chiều cao cây nữa. Chậu dài cũng 37 các ạ. Chậu dài 37. Chiều cao của cây trà Phúc Kiến bao nhiêu? Chiều cao là 48. Xong rồi, thế thôi. Chiều cao 48. Anh quay tiếp, quay nhẹ nhàng. Quay đi, cứ quay cho tròn đủ vòng đi. Cái nhà rông này anh có bán không? Dạ, cho có. À, hiện tại bây giờ đang có đấy à? Vâng. Cây đang giống hoa ra quả. À, cái này gọi là nhà sàn. Nhà sàn. Được rồi, có hoa và cái trái trà Phúc Kiến thì nó như là trái nho xanh sang chùm, xong đó thì cũng giống như là sam trái đây. Đấy, trái đây. Đây, trái đây. Và hoa đây. Rất nhiều hoa, rất nhiều trái. Tác phẩm này giao lưu giá nào anh? Giao lưu giá 1,2 triệu bác. Giá 1,2 triệu. Vâng. Và bây giờ Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video thứ nhất để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau, giao lưu với nhà vườn Hùng Vĩ. Anh chuyển đi nhé.